xã hội tại dự án NHS Trung Văn và Bắc Nam. Tổng số căn hộ, tỷ lệ, diện tích, số lượng các căn hộ, số căn hộ mở bán đợt một lần này, tổng số căn hộ là 275 căn, trong đó số căn nhà ở xã hội 225 căn, diện tích từ 69,9 m2 đến 76,8 m2, số căn hộ nhà ở xã hội cho thuê là 68 căn, diện tích từ 69,9 m2 đến 76,8 m2. Sau khi kết quả tiếp nhận hồ sơ, thì tôi xin đọc tỷ lệ căn hộ ưu tiên không phải bốc thăm và sẽ tổ chức bốc thăm như sau. Theo quy định tại điểm B khoản 1, điều 23, nghị định 100, 2015, NDCP, ngày 20 tháng 10 năm 2015, sửa đổi bổ sung tại mục số 17 của nghị định số 49, 2021, NDCP, ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ, được cách tính như sau. Người có công với cách mạng và người khuyết tật được ưu tiên không phải bốc thăm theo tỷ lệ nhất định bằng tổng số hồ sơ của nhóm diện tích này chia cho tổng số hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội nhân với số lượng căn hộ. Và sau khi tổng kết, chúng tôi ra kết quả như sau. Hồ sơ ưu tiên là 60, tổng số hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội là 1.502 nhân với số căn hộ nhà ở xã hội là 225 căn sẽ bằng là 8,98 và chúng tôi làm tròn là 9 căn hộ. Theo kết quả tiếp nhận hồ sơ thì tổng số hồ sơ đăng ký là 1.502, trong đó đăng ký mua là 1.407, đăng ký thuê là 95, trong đó số hồ sơ nhóm đối tượng là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật là 60, trong đó đăng ký mua là 59, đăng ký thuê là 1. Vì vậy, số căn hộ không phải bốc thăm là 9 căn, trong đó có 8 căn mua và 1 căn thuê. Chủ đầu tư sẽ thực hiện tổ chức cho các khách hàng ưu tiên được quyền lựa chọn vị trí căn hộ theo thứ tự đầu hồ sơ. Chủ đầu tư sẽ chọn 8 căn hộ để bán không phải bốc thăm. Do vậy, số căn hộ để bán còn lại sẽ tổ chức bốc thăm là 149 căn hộ. Một căn hộ để cho thuê không phải bốc thăm. Do vậy, số căn hộ cho thuê còn lại sẽ tổ chức bốc thăm là 67 căn. Về số căn hộ để bán để tổ chức bốc thăm lần này, số lượng căn hộ mở bán sẽ tổ chức bốc thăm là 149 căn. Hiện nay số lượng khách hàng bốc thăm là 1.390 khách hàng. Số phiếu trúng sẽ là 149 phiếu. Số phiếu trượt sẽ là 1.241 phiếu. Và chúng tôi đã xin thông báo rồi là chúng tôi đã có kết quả tổng hợp với số lượng khách hàng đến để tham dự bốc thăm lần này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đại diện sở xây dựng nhé, không phải là quốc xây dựng. Thank you.
em lấy lúc chưa Thank you.
Đây cửa ai cái này. Bây giờ mọi người muốn thả nào, 10 cái phiếu chuẩn, 10 cái phiếu trúng đúng không ạ? Cứ 10 cái phiếu chuẩn, 10 cái phiếu trúng đúng không ạ? Đúng rồi. Đây em thả. Đây đây là 1.240 cái phiếu. Bây giờ nhá, cứ 10 cái phiếu chuẩn. Hello, 2, yeah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở vị trí N03. Chị có thể đem nhé. Tất cả các chị trên mặt tất cả những người đi tiếp nhận các chị nhận tôi
trả vào luôn, thề luôn, lóng ngã hóng ồm lên, mình đứng ngoài vỗ tay của nơi, đằng nào chả được bức. Shipper cho anh chị các bác có số hồ sơ từ 1 đến 20 ạ. Đừng lên đây ạ.
Bác ơi, bác ơi.